Yoink! Oh, bingung, okay? Hello there! Đáng tội vậy trời. Oh no. Sao mà đỡ được? Đánh là nhanh cút game này luôn nè. Rồi, về mới chết hết. Yeah. Nó win tới nơi rồi mà bờ được cái game này là đỉnh vậy. Tiền đánh hàng quá nè.
đang ăn bảy thằng mấy món lại thì dừng lại. Cái rank kim cương 1 là cái rank hầu như đánh cái game của mình còn bị cướp ở đâu anh em ấy. Thôi đừng bao giờ con đùa lời trước mặt nó nữa, đừng ăn 50-50 nữa. Bút cho nó cái rồi chết, bút cho nó không cái. Trước tiếng này con rồng em chạy sau lưng anh thôi kìa, em chạy sau lưng anh thôi á, anh Cường em cứ chạy sau lưng anh bút cho anh là được. Văn chiến, TKL top cứ gạ tim lên trượng băng. Mắc lên. Phải là cành nó bắn hết luôn ha. Cái phải là cành nó bắn hết luôn không? Nhảy cái này bắn hai cái quy vô dây xi, xong rồi bắn một cái quy vô dây xi cút, bắn hai cái quy vô ly sinh, nhảy qua giết luôn ly sinh. Múa xoay quanh xe lắc giết luôn rồi xe lắc. Cả DFB đó nữa. Mình có cài với đu cải thiện ở luôn, ông này luôn thấp quá nhắn mình ha.